Các bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ, với lý lịch ấn tượng là luật sư và nhà báo, vướng vào cáo buộc xâm phạm uy tín danh dự của vợ chồng bà Phương Hằng và công ty Đại Nam. Họ đã chọn con đường phản ứng trực tiếp thay vì những hành động pháp lý hợp lệ. Điều gì khiến họ từ bỏ lựa chọn khiếu nại, tố cáo một cách chính thống? Sự việc này liệu có thể được giải quyết một cách khác nếu như các bị cáo tuân thủ một cách xử sự đúng mực, đúng pháp luật? Video này sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với câu trả lời trong vụ lùm xùm kéo dài giữa bà Phương Hằng và bà Hàn Ni cũng như ông Trần Văn Sĩ. Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trưa mùng 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ, với phần tranh luận giữa đại diện viện kiểm sát và luật sư bào chữa cho các bị cáo. Theo đó, luật sư của bị cáo Hàn Ni cho rằng, trong suốt khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 5 năm 2021 đến ngày 8 tháng 11 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream và đã có những phát ngôn về bí mật đời tư cá nhân, những nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bị cáo Ni và các cá nhân khác. Đặc biệt là trưa ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hằng đã có buổi livestream trên không gian mạng với những phát ngôn, lời lẽ xúc phạm bị cáo Ni. Đơn cử như bà Hằng nói không đúng về việc bị cáo Hàn Ni tống tiền doanh nghiệp là bồ của ông TTC, chửi lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông. Đưa hình ảnh bà Hàn Ni chửi lãnh đạo một bộ, đưa hình ảnh bà Hàn Ni và chồng cũ lên mạng xã hội để nói làm gái là phản động. Do đó, theo luật sư, hành vi mà bị cáo Hàn Ni đã thực hiện tại buổi ghi hình tối ngày 3 tháng 9 năm 2021 là hành vi phản kháng. Hành vi này diễn ra trong cùng một vụ việc, trong cùng một không gian, thời gian liên tục. Nguyên nhân và hậu quả có tính liên kết chặt chẽ với nhau theo chuỗi hành vi tương ứng với các hành vi mà bà Hằng đã thực hiện. Nếu các hành vi phản kháng này, khi tồn tại độc lập, có thể cấu thành tội phạm, nhưng khi được đặt trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, trong bối cảnh những hành vi vi phạm pháp luật mà bà Hằng thực hiện là vi phạm nghiêm trọng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo Ni đã gây ra sự kích động về tinh thần đối với bị cáo Ni, thì cần phải được xem là các hành vi mang tính phòng vệ. Luật sư bào chữa cho cả hai bị cáo Hàn Ni và bị cáo Sĩ đều đề nghị hội đồng xét xử xem xét tuyên mức án bằng thời gian tạm giam. Đối đáp lại, Viện Kiểm sát cho biết các luật sư đã phân tích được nguyên nhân gây nên vụ án này. Tuy nhiên, trong vụ án này, các bị cáo luôn lấy nguyên nhân xuất phát từ bà Phương Hằng để dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội là không đúng. Các bị cáo không được đáp trả lại bà Phương Hằng bằng cách phát ngôn, đưa ra thông tin sai xúc phạm uy tín danh dự của vợ chồng bà Hằng và công ty Đại Nam. Thay vào đó, các bị cáo có thể thực hiện quyền khiếu nại tố cáo để giải quyết. Đây là hai luật sư từng là nhà báo, có am hiểu về pháp luật. Rất tiếc khi phải xét xử hai bị cáo này, đại diện Viện Kiểm sát nói. Cũng theo vị đại diện Viện Kiểm sát, nếu hai bị cáo Hàn Ni và Trần Văn Sĩ có cách hành xử khác đúng mực, đúng pháp luật, thì sự việc không đến độ kéo dài và nghiêm trọng như thế. Trong phiên xét xử, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, các kết luận giám định cũng như lời khai của các bị cáo, vị đại diện Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hàn Ni mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù, bị cáo Trần Văn Sĩ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, trái quy định của pháp luật. Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Hàn Ni cho biết, công tác trong lĩnh vực pháp luật khoảng 20 năm, do đó đại diện Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Ni đang có nhận thức sai lầm về pháp luật. Đại diện Viện Kiểm sát dẫn chứng, ví dụ trường hợp A đánh B thì B có được quyền đánh lại A không? Đại diện Viện Kiểm sát hỏi bị cáo Ni đáp, bị cáo được quyền chống trả trong giới hạn cho phép. Viện Kiểm sát nói, bị cáo chỉ được phép chống trả trong trường hợp không còn cách nào khác, không còn phương án giải quyết nào khác.
Trả lời câu hỏi của luật sư, bà Hằng Ni khẳng định lại một lần nữa, mục đích livestream của bà chỉ để nói cho công luận biết rằng những điều mà bà Hằng nói là không được phép, sai sự thật và xúc phạm rất nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác, chứ không nhằm mục đích tấn công bà Hằng. Theo kết luận của Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương, có tổng cộng 29 lần bà Ni bị bà Hằng xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm. Ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với hai bị cáo Đặng Thị Hằng Ni và Trần Văn Sĩ là người được xét hỏi đầu tiên. Bị cáo Trần Văn Sĩ khai mình là luật sư, trí nhớ bị cáo bị rời rạc. Ông Sĩ cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã cáo buộc. Bị cáo làm YouTube không chuyên nghiệp, có phát trực tiếp trên kênh luật sư Trần Văn Sĩ khoảng 10 lần các nội dung có liên quan đến vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, bị cáo Sĩ cho biết. Khi được hỏi về những thông tin nội dung nói trong các buổi livestream có những thông tin bất lợi cho bà Phương Hằng, công ty Đại Nam, vậy tại sao bị cáo vẫn đưa lên mạng? Bị cáo Sĩ không trả lời nội dung này. Bị cáo nói, bà Phương Hằng phong sát giới nghệ sĩ chưa lên tiếng mà bị cáo đã lên tiếng, chủ tọa nói thêm. Bị cáo Sĩ khai thêm, suốt từ đầu tháng 3 năm 2021, một tờ báo đã cảnh báo về hành vi của bà Phương Hằng đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận vượt quá lằn ranh đỏ khi đưa ra những thông tin không đúng sự thật, nói đủ thứ chuyện. Do vậy nên, bị cáo nghĩ cần có những thông tin để cân bằng lại bởi lượng người xem của bà Hằng là rất lớn, đạt nhiều kỷ lục. Tại tòa, bị cáo này cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo Trần Văn Sĩ bị cáo buộc sử dụng tài khoản YouTube luật sư Trần Văn Sĩ đăng tải 8 video có tiêu đề Công ty cổ phần Đại Nam và hoạt động chống rửa tiền. Chính quyền tỉnh Bình Dương có đại đầu cưỡi cổ Công ty cổ phần Đại Nam như Nguyễn Phương Hằng. Nguyễn Phương Hằng sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng, Dũng Lò Vôi đã thất bại toàn tập. Các nội dung này được xác định là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đại Nam, xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm uy tín bà Nguyễn Phương Hằng. Trong vụ án này, ngoài vợ chồng bà Hằng, thì Công ty cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu cũng được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, tham gia bào chữa cho bà Hằng Ni có 4 luật sư, trong khi đó có 2 luật sư bào chữa cho ông Sĩ. Về phần dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng cùng đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu không có yêu cầu bồi thường. Liên quan đến vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, những người được xác định là có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại phần thủ tục phiên tòa, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cùng đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu có đơn xin xét xử vắng mặt và đều vắng mặt tại phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, sự vắng mặt của những người liên quan không làm ảnh hưởng đến việc xét xử các bị cáo, do đó, Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục phiên tòa. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, bà Đặng Thị Hằng Ni và ông Trần Văn Sĩ bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2, điều 331 Bộ Luật Hình sự. Theo đó, cáo trạng xác định các bị can Đặng Thị Hằng Ni và Trần Văn Sĩ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, trái quy định của pháp luật. Hành vi của hai bị can này vi phạm luật an ninh mạng, Nghị định số 72/2013 đã xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ông Trần Văn Sĩ khai nhận việc có những phát ngôn nêu trên là do bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, đòi phong sát giới nghệ sĩ, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục và yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc từ thiện, nên ông Sĩ góp tiếng nói làm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Hằng và có những phát ngôn liên quan đến Công ty cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu. Còn ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, thường hay ghi hình cùng bà Hằng, cũng có những phát ngôn liên quan đến vấn đề trên. Trong khi đó, bà Đặng Thị Hằng Ni khai việc có những phát ngôn nêu trên là do bà Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội có những lời lẽ xúc phạm đến mình trong ngày 3 tháng 9 năm 2021. Do vậy, bà Hằng Ni đã có buổi ghi hình phát vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 để phản biện lại những nội dung bà Hằng đã nói không đúng đối với Hằng Ni như tống tiền doanh nghiệp, phản động, v.v.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!